À, cả nhà trong livestream Hạnh nhá, chúng ta không cần phải mua với giá 70.000 mà chúng ta sẽ được tặng kèm khi mọi người mua bất cứ dòng sản phẩm nào bên công ty Hạnh nhá. Ok, quà tặng hôm nay tuyệt vời không cả nhà? Quà tặng hôm nay tuyệt vời không ạ? Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời, xuất sắc đúng không ạ? Chúng ta sẽ bảo vệ được gia đình của mình, từ trẻ nhỏ đến bà bầu, người già, tất cả mọi người trong gia đình chúng ta đều được bảo vệ nhờ tây lồng nhặt này. Sạch sẽ, quần áo sạch sẽ thơm tho, khiến chúng ta luôn luôn khỏe mạnh đúng không ạ? Đó, tuyệt vời không cả nhà? Tuyệt vời không cả nhà? Quá tuyệt vời. Xin chào chị Kim Đồng nha, em Hạnh xin chào tất cả mọi người. Xin chào anh, xin chào chị Lương Vẹn nha, xin chào tất cả mọi người nha. Xin chào anh Nghĩa 34 nha, xin chào. Hy vọng trong livestream hôm nay mọi người sẽ nhận được những phần quà tuyệt vời cho chương trình. Và em Hạnh hy vọng là TikTok Shop sẽ ưu đãi cho mọi người những cái mã vận chuyển này, phí vận chuyển này, cũng như là chương trình giảm giá từ TikTok Shop chiết khấu nha. Em Hạnh sẽ ghim cho cả nhà cái sản phẩm để mà